hoài quốc đồng đình con vua, hoài quốc đồng đình tôn văn điều thân thử đình chóc cả thanh giá hồi cung. Con vua thứ hai này là con vua Triệu Thường, đây lễ thái tổ quản cai triều thánh gia hồi sớm khuya vui vẻ đền rồng ngày chơi phủ tí đầu cho đệ nhất võ gia loạn gia hồi cùng tiên thánh tượng ngàn dân vắt tiên thánh trên ngàn đông vuông tuần quán dung cây thank you.
tuôn đầu gành. Ra tường ngà mặt sáng long lanh, thank you.
hương đồ trì, tay sống nhang miệng niệm từ bi, tam tòa tiên thánh chứng minh cho thanh đồng. Bài sai đỗ triệu lục hùng ý à. Những tiên nàng khăn nhiều áo khắc dịu dàng bước ra, ít có cả dân không dân hoa, nàng đôi tay tốt nàng ta nhìn, ít có nàng tự do đồng yên, ô tự sẽ số khỏi phiền chi ơi. Cách hoa đào rực rỡ trên non tiền, trên sân trang các cô
tặng người đó. Ngày hôm nay châu ta về đây, đây ta có tin nàng cả người khen, ta có tin nàng đẹp đẹp làm sao nha, đẹp đẹp làm sao, muôn sắc hoa mừng đẹp. Vui 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 thay chúng con cùng chung sức hòa vui vinh ca vàng, người ở khắp thế gian ai mà không xuất châu ngàn, về đồng cho an khang thêm an khang, dân nơi khắp quân phương đang nô nước tới xem, xin quý xin tin châu về đâu cho cùng cùng văn xin bao mừng vui. Bốn phương hội họp đem hoa đến đầy, ban cho tiền tốt lụa dày, tài lộc cho lắm lại về đây thêm nhiều, ban cho dài nhật sang thiêu, tài lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đông còn nhang khói bụng mờ. Ba mươi mùng một ngày mười tư hôm rằm, ba mươi mùng một rơi lạc đá tranh nỗi ni sao giặt nhớ mau. Thank you.
mọc người thấp mi cao mấy tầng. Cảnh thanh xuân chiều quang sáng tỏ, chiếu thắp ngờ là tiên nữ giáng sinh. Người mường áo có đai xanh, tràn sinh vẻ mặt càng tươi, môi son nở đóa hoa cười. Thank you.
rồi. Tiếng sau tiếng can tiếng đập cửa đập ngầm nga bên đây bên kia còn rồi. Vọng sớm hồn
kia mới hay như ý nguyện cầu.
chốn phòng loan đêm ngày rừng rộng bên đặt tên là châu lồng cũng được ơn dày cho nhan sắc phi phương tương.
ngàn xanh về đất. Chào sẽ ba bán cho được ấm no, cho buồn cho bán khắp nơi trần gian. Trần gian ai biết chỗ lục bạc tối linh, trần gian ai biết chỗ lục ngàn. Lộc hoàng ân mang đến tận đời, ơn trên thiên thanh sẽ soi ý à. Huy đồng sẽ bóng sang khăn độ cho đệ tử tân đồng hồ. Từ đây được yên tôi chính vì tài lộc nhiều phú quý vinh hoa, châu đổ cho phúc đặng hà xa tình à. Châu đổ cho châu phú đo phúc đặng hà xa, tái qua hà tách tống ra hải ngoài. Bốn mùa đông cách từ tay dân nàng cũng thấy được sướng ca trời vơ. Mẫu đệ tam
nhang Phật khởi xung thiên thượng đệ tử thiện thành nhiệt tại Kim Lô phóng khoảnh khắc nhân luân đức viện mãn thập phương tích nhật xa du biến nặng tiêu thai chướng nam mô nhang Phật cúng giảng Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô nhang Phật cúng giảng Bồ Tát Ma Ha ra hồi cúng đệ nhất tôn quan cung thỉnh mời nhất mong quy tôn quan lại lâm chứng giảng giám sát quyền cái thượng ngàn quan đệ nhị quan hồi cung thái tử đệ tam cung thỉnh mời quan thái tử thánh giá hồi cung tiệc quan loan thỉnh tôn quan đệ tử bốn con trời thánh giá hồi cung lập liệt tung hoành gia uy quan tuật nghệ lập liệt tung hoành gia uy chư ta sát quỷ hiện tại hồi cung vui vẻ đến dòng hôm mai châu đệ nhất vui vẻ dòng ngày chơi phủ tia hồi cung tiên thánh thượng ngàn dân văn tiên thánh thượng ngàn đông thánh giá hồi cung hoài bồ thiên thai đệ tam châu thánh giá hồi cung tứ phủ trong không sai châu đệ tứ thủy tòng xét ra hồi cung tích cũ lê triều châu năm tích cũ lê triều xét ra châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương con thánh giá hồi cung châu bảy kim giao cung thỉnh mời hồi cung đại tướng bát nạn đồng nhung uy đại tướng bát nạn xin ra hồi cung châu cửu anh linh theo mẫu về trời nguyên xưa hồi cung đông ngõ chi lăng châu mười bắc lệ bao xa có ai đi bắc lệ bao xa hồi cung lịch sử tốt tươi bóng quan hoàng cả lịch sử đem con lên ngàn quan hoàng núi đem con lên ngàn hồi cung mặt nước lạ lùng quan hoàng bơ biến lên trên mặt nước lạ thánh giá hồi cung bảo hà nhắn ai lên trái hướng tiền bảo hồi cung Nghệ An đức hoàng mười trấn thủ Nghệ An thánh giá hồi cung cô cả ngựa lên chơi lúc thanh nhàn cô đoan giá lên chơi bỗng lại là cảnh thiên tai tố cô đôi thượng đại tài hồi cung là bóng cô bơ hiển danh chính hiệu cô bơ lên đầu sông sông và quả thủy hồi cung đệ tử con dâng bài văn tấu cung thỉnh mời cô sáu sơn thánh giá thoáng án hương làn gió đưa thoáng án hương làn thỉnh mời cô chín sông sơn ngự về cung ngự là nhà kinh dung cung ngự là nhà thank you.
cô ngự cây kiều có khi, cô ngự cây kiều ai đi đến đó ra điều đơn sai cô về tâu mộng trăng đài cô giam hồn phách bỏ hoài giang tân
tiên cũng về đền mùi hương thâu đến tự nhiên về hương sông. Hương sông thơm ngát bốn bề ngự đồng, truyền phát việc gì chẳng sai phép cô. Phép cô linh ứng đại tài ơi. Việc giữ việc lành không ách bảo trật giả loan giá câu cả thiên thay cũng thể bởi ra hồi hoàng đôi chiếc ngát xanh đi đông xuống hồ câu bơ thoại thiên thay danh tiếng đồn câu bơ thoại thiên thay thành giá hồi cùng khi sớm cậu ra vào bản đến đây khi sớm thành giá